Uh, hôm nay uh, chúng tôi uh, thế giới bên thế giới công nghệ toàn quốc xin giới thiệu cái sản phẩm uh, công tắc điều khiển kèm nút ấn. Đây là một bộ công tắc đã được đồng bộ sẵn. Nó đã tích hợp toàn bộ cả nút ấn cả điều khiển. Tại đây là công tắc điều khiển 4 hạt nhưng tôi đâu có hai thiết bị vẫn sử dụng được bình thường. Đây là cái uh, mặt công tắc. Mặt công tắc này có thể lắp được vào đế sino và nhà bạn đang sử dụng, còn đây là thiết bị điều khiển. Còn đây là thiết bị đế của điều khiển. Khi cái đế này của bạn gắn vào tường bằng hai con vít, sau đó bạn có thể gác cái điều khiển này của các bạn lên. Đấy, thì sau đây tôi đấu trên hai cái bóng đèn sử dụng hai thiết bị. Bốn cái anh tôi đấu hai thiết bị. Còn bình thường ra bốn cái này sẽ ứng với bốn bóng đèn và bốn thiết bị của các bạn ở đây tôi đấu hai thiết bị là sẽ và đèn A và đèn B. Đây tôi sẽ tắt bật này, bật đèn A này. Đấy, bật đèn A bằng điều khiển này, tắt đèn A bằng công tắc này, bằng nút ấn này. Đấy. Đây, tôi để dưới này. Và nếu tại một nơi nào xa đó thì tôi có thể dùng tay tôi điều khiển đèn A này, đèn B này tắt đèn B này Tắt đèn A này Nếu tôi không sử dụng điều khiển Thì tôi sẽ sử dụng cái phím cứng Ở trên mặt công tắc Đây, thì tôi sẽ ấn này Đèn A này Tắt đèn A này đèn Mở đèn B này Mở đèn A này Và khi đó tôi có thể dùng điều khiển này cái điều khiển này Tôi tắt cái bóng đèn từ xa Cái bộ công tắc kèm cái bộ công tắc kèm điều khiển này Thì có khoảng cách Xa khoảng 5 mét Không uh, giới hạn là uh, Không uh, nó xuyên toàn bộ tường Chứ không phải là như các công tắc khác mà vướng tường không điều khiển được Nhưng với bộ công tắc này Thì tường các bạn không quan trọng Vẫn xuyên được bình thường Nó vào khoảng từ 3 đến 5 mét Tôi đã thử rất là xa Khoảng tầm 5 mét tôi vẫn điều khiển được nó Đây tôi tắt bật lại một lần nữa cho các bạn xem Đây tôi mở bằng điều khiển và tắt bằng nút uh, cứng, đấy và tôi mở bằng nút cứng, tắt bằng điều khiển, đấy thì uh, với uh, th bên thế giới công nghệ toàn quốc thì cung cấp cho các bạn uh, có ba loại là công tắc điều khiển hai hạt, ba hạt và bốn hạt thì các bạn tùy uh, sự lựa chọn khác nhau, đây tôi bật hai đèn này, tắt hai đèn này à tôi xin hết thế giới công nghệ toàn quốc xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi